Chơi và quay lên YouTube là quá tuyệt vời luôn nhỉ. Rồi xong mấy bức tranh đấy, tranh chiếc này nọ để mình quay cho nó sinh động, mình đặt luôn một cái giá thì bắt đầu để cho nó chắc chắn là thì mình quay nó, mình tỉa ấy, xoay xoay như này, quá tuyệt vời.